bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng xe địa hình mountain bike không carbon đến từ thương hiệu của Pigeon 800. Một chiếc xe chỉ cần dưới 8 triệu các bác có thể sở hữu một chiếc xe không carbon. Từ dòng địa hình các bác nhé. Bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, chiếc xe có tông màu đỏ trắng, hình thức còn rất là tốt. Trước đây em cũng về một chiếc rồi, cũng từ thương hiệu Pigeon này. Rất nhiều bác đã gọi điện hỏi em. Sẽ lướt qua tổng thể lớp sơn của xe. Giá lớp sơn của xe còn rất là tốt, hầu như rất ít những vết xước các bác nhé. Đây là mẫu xe mountain bike không carbon. Yên ở velo. Yên rất là êm các bác nhé. Của các bác đi dòng địa hình như này, đổ đồi leo núi rất là phù hợp. Đây là một thương hiệu lâu đời, thương hiệu được hình thành từ năm 1936 nhé. Có thể lên Google search thêm chiếc xe này, mountain bicycle. Xe có size 16 inch. Lát em sẽ đo chiều cao đứng và ngang của xe. Xe được trang bị bộ lip của Shimano, lip 9 tầng của Shimano các bác nhé. Đây là chữ Shimano đây. Và củ đề của Shimano Acera, gạt đĩa của Acera luôn. Đùi đĩa của Blue, đùi đĩa 3 tầng. Bộ vành nguyên zin của Pigeon, nguyên bản theo xe các nhé. May ơi của Shimano. Bộ xe cũng rất là đồng bộ. Cái bi dêm sườn và logo của hãng là hình con chim. Xuống bên dưới đây giảm sóc của Pigeon luôn các nhé. Nguyên zin cho xe, giảm sóc dầu. Phốt và ghi ông của Pigeon. Đây là cao su. Bộ tay bấm xả của Shimano Acera chỉ tốc độ bên tầng lip và 3 tốc độ bên đĩa cho xe 27 tốc độ. Các bác thay đổi thanh đĩa dầu thì được các bác. Đây là cái đĩa dầu thủy lực của Shimano. Bây giờ mình sẽ đi vào đo chiều cao không khí xem. Xe không đứng ở 41 các bác nhé. Ngang là 55. Của các bác từ 1m6 đến 1m7.
có thể đi vừa chiếc xe này. Bây giờ sẽ đi vào bên ga chuyển động 9 tầng lift của Subaru, nguyên bộ group của Subaru Sierra. Đây lift, xuống lift. Rất tốt thôi, quay đầu của Shimano. Bên bên phải là bộ đồ đĩa 3 tầng của Broil, thùng đĩa. Thùng đĩa. Lên đĩa. Giả đĩa của Acera. Vâng, và vừa đánh giá trong chiếc xe địa hình mountain bike khung carbon đến từ thương hiệu Pigeon. Chiếc xe được sử dụng nguyên bộ bộ lúc của Shimano Sierra, tất cả đồ đều nguyên zin nguyên bản theo xe. Chiếc xe được bán tại cửa với mức giá là 7,9 triệu, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bạn tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 7993 để xem hình chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo dõi kênh xe đạp và nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa hàng. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.